xe tải chở ga bị chặn, người giao ga bị xử phạt trong khi dân hối mua ga. Các hệ thống phân phối ga lẫn các cửa hàng kinh doanh ga lẻ phản ảnh đến Tuổi Trẻ Online việc các xe tải không thể đi giao ga, đơn hàng tồn sáng ngày 23 tháng 8. Có cửa hàng bị phạt khi giao, trong khi dân lại thiếu ga. Phản ảnh đến Tuổi Trẻ Online trưa ngày 23 tháng 8, ông T, phó giám đốc một công ty kinh doanh ga tại thành phố Hồ Chí Minh, cho hay sáng nay hàng chục xe tải giao ga cho các đại lý của doanh nghiệp này đã bị các chốt chặn không cho lưu thông, yêu cầu quay đầu. Theo ông T, công văn số 9296 của Sở Giao thông Vận tải ban hành ngày 21 tháng 8 nêu rõ tài xế trên xe đã được Sở Giao thông Vận tải cấp giấy nhận diện có mã QR không thuộc trường hợp phải cấp giấy đi đường. Các xe chở ga đã đáp ứng tiêu chí này nhưng sáng nay vẫn không thể qua các chốt, khiến các đại lý ga thiếu hàng. Doanh nghiệp đã trình văn bản, mã QR để qua chốt nhưng cán bộ chốt nói những văn bản cũ đã bãi bỏ, khi nào có giấy đi đường mới được chạy, ông T nói. Tương tự, nhiều doanh nghiệp vận tải ga khác cũng phản ảnh việc giao ga xỉ cho các đại lý đều bị ngưng trệ khi xe giao ga không thể lưu thông qua các chốt dù đã có mã QR. Trong khi đó, các đại lý kinh doanh ga cũng khó giao ga cho người dân khi người chở ga bị yêu cầu giấy đi đường, có trường hợp bị phạt tiền triệu. Ông H, giám đốc điều hành một hệ thống phân phối ga lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, cho biết hàng chục cửa hàng của hệ thống này ở các quận huyện đều gặp khó trong việc giao ga sáng nay. Hơn 200 bình ga khách hàng gọi từ sớm nhưng không thể giao, trong khi khách hàng gọi liên tục đến bữa trưa không có nấu nướng khi hết ga. Theo ông H, từ ngày 22 tháng 8, đơn vị đã gửi văn bản, danh sách nhân viên để Sở Công Thương cấp giấy đi đường theo quy định tại văn bản số 2800 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp giấy đi đường. Tuy nhiên, thành phố lại thay đổi đơn vị cấp giấy đi đường, chuyển đơn vị cấp giấy đi đường là Ủy ban Nhân dân quận, huyện thay vì Sở Công Thương như đã thông báo. Ngay trong sáng 23/8, ông H đã liên hệ với phòng kinh tế của các quận huyện, song có nơi trả lời chưa nhận được văn bản, có nơi lại trả lời đang giải quyết và các mẫu giấy đi đường cũng chưa thống nhất để doanh nghiệp đăng ký. Không phải ai cũng có bếp từ hay bếp dự phòng, nhiều người đang nấu ăn mà hết ga thì giải quyết thế nào? Ngay cả khi có nhu yếu phẩm rồi cũng sẽ gặp khó. Do đó cần phải tạo điều kiện, chuẩn bị từ trước, tránh lúng túng khi triển khai quy định, để dịch vụ thiết yếu được vận hành thông suốt vì người ảnh hưởng trực tiếp vẫn là người dân, ông Hát nói. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, chủ cửa hàng ga tại quận Bình Tân, cho biết hai nhân viên giao ga của doanh nghiệp đã bị phạt 4 triệu đồng, đã nộp phạt ngay trong sáng 23/8. Theo ông Tuấn, sáng nay cũng có hơn 100 người gọi ga nhưng doanh nghiệp chỉ mới giao hơn 20 bình, còn lại người dân không thể nhận. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, trưởng phòng kinh tế một quận ở thành phố Hồ Chí Minh cho hay sáng ngày 23 tháng 8 rất nhiều doanh nghiệp các ngành nghề gửi danh sách để cấp giấy đi đường nên giải quyết chưa nhanh chóng, riêng ngành ga danh sách đã được quận ký. Vị này cho hay trong chiều ngày 23 tháng 8 sẽ cấp giấy đi đường cho nhân viên các cửa hàng giao ga trên địa bàn với số lượng chỉ 2-3 người cửa hàng ga. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.